Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Tôi đã khóc một tuần khi nhìn thấy con. Đó là một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Nhìn con tôi mới vỡ ra rằng, khi đẻ con ra mình đã thành đàn bà và mình phải chịu trách nhiệm cho sinh linh nhỏ bé như thế này, Giáng My chia sẻ về chuyện làm mẹ của mình. Trong lịch sử nhan sắc Việt, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là người duy nhất cho đến thời điểm này chưa có người kế vị. Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật với bố làm đạo diễn, mẹ làm giảng viên âm nhạc. Từ nhỏ, Giáng My đã bộc lộ gìn nghệ thuật được thừa hưởng từ bố mẹ. Chị rất tài năng trong âm nhạc nên được bố mẹ cho vào học tại Nhạc viện Hà Nội khi còn tuổi mẫu giáo. Lúc đầu, Giáng My học bộ môn đàn dân tộc nhưng sau các thầy cô giáo nhận ra chị có tài âm nhạc nên chuyển sang học piano từ năm 6 tuổi. Bước vào độ tuổi xinh đẹp, nhà trường cử chị tham gia rất nhiều cuộc thi như Hoa hậu Báo Tiền Phong, Hoa hậu Hà Nội nhưng chị không đi vì hầu hết đều trùng vào mùa thi học kỳ. Giáng My cho rằng, chị có một may mắn là khi vừa tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội thì được nhận vào Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn, một trong những trung tâm nghệ thuật rất lớn của Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng cũng thời điểm đó chị đã làm mẹ. Làm mẹ mà chị chưa có bất kỳ chút kinh nghiệm nào. Khi sinh con ra, tôi đã khóc một tuần khi nhìn thấy con. Đó là một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Nhìn con tôi mới vỡ ra rằng, khi đẻ con ra mình đã thành đàn bà và mình phải chịu trách nhiệm cho sinh linh nhỏ bé như thế này. Giáng My nói, vì tình yêu, chúng tôi bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế, chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi. Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục. Tôi chia tay một cách nhẹ nhàng, gần như không để người ấy có quyền thanh minh. Khi đó, cuộc hôn nhân của tôi mới được một năm. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của tôi rất lặng lẽ, Hoa hậu Đền Hùng tâm sự. Khi quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, Hoa hậu Giáng My mới sinh con. Chị cũng cho rằng việc khủng hoảng tâm lý sau sinh đã tác động đến cuộc sống vợ chồng, khiến chị cảm thấy ngột ngạt và bế tắc. Khi ly dị, con tôi mới được gần một tuổi. Thời gian đầu khi mang thai, phụ nữ thường có những chấn động tâm lý. Tôi vừa nhận giải Hoa hậu, sâu nhiều không đếm xuể nhưng phải chấp nhận hy sinh để mang bầu nên tâm lý thực sự bất ổn. Tôi cho rằng đó cũng là điều khiến hôn nhân của các cô gái trẻ đổ vỡ sau thời kỳ sinh nở. Giữa hai người chưa chắc đã có chuyện gì lớn nhưng chỉ cần những điều nhỏ nhất thôi cũng dễ dẫn đến tình trạng bị sốc. Tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu cứ sống trong cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ chết mất, Giáng My chia sẻ. Theo Giáng My, rồi chị cũng vượt qua được những khó khăn để nuôi con và vững vàng hơn. Ở độ tuổi này, hạnh phúc không được tính bằng chuyện tình yêu mà là hạnh phúc khi nhìn con cái trưởng thành, thành công của sự nghiệp và có những người thân yêu bên cạnh để chia sẻ, và chị cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Giáng My cho hay, bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, chị vẫn hoạt động nghệ thuật. Sắp tới chị sẽ ngồi ghế giám khảo cuộc thi Người Đẹp Xứ Dừa 2019, nằm trong lễ hội Dừa Bến Tre. Chị sẽ cùng các giám khảo là những gương mặt uy tín và có kinh nghiệm như nhà sử học Dương Trung Quốc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ Tú Triều Xuân, Hoa hậu Thu Hoài, Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh, Hoa hậu Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ. Giáng My chia sẻ, với vị trí giám khảo một cuộc thi sắc đẹp, chị sẽ cùng các đồng nghiệp chọn ra những thí sinh đẹp nhất. Theo chia sẻ của Giáng My, cuộc thi Người Đẹp Xứ Dừa năm nay sẽ rất đặc biệt bởi phần trình diễn trang phục áo tắm sẽ được thay bằng phần trình diễn áo bà ba. Đây không chỉ là một nét mới trong hội thi mà còn là khẳng định giá trị, nét đẹp văn hóa của chiếc áo bà ba truyền thống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.